ឬប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលមានដំណើរការ២៤ម៉ោងគ្របដណ្ដប់ទូទាំងពិភពលោកហើយផ្ដល់នាយកការឬក៏ឧត្តរនេយភាពជាក់លាក់របស់វាអាស្រ័យដល់កត្តាជាច្រើនដូចជាប្រភេទឧបករណ៍ដែលយើងទទួលទីតាំងដល់កំណត់នាយកការថាតើវាមានកម្បាំងដែរទេវាស្រឡះឬអត់ហើយប្រេកង់ដែលយើងទទួលពីផ្កាយរណបច្បាស់ទេនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការវាស់វែងឡើយ ប្រព័ន្ធនឹងការវាស់វែងបាទវាស់វែងបាទហើយនឹងធ្វើផែនទីតែម្ដងហើយវាស់វែងនឹងគឺពាក់ព័ន្ធវាស់វែងសម្រាប់សាងសង់ក៏មានវាស់វែងសម្រាប់វិស័យដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើជាផែនទីឬការងារសូរ្យោដីនិងបណ្ដាញប្រតិភិភាគសរុបសក្តីមកគឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GPS បាទនៅក្នុងការកសាងបណ្ដាញប្រតិភិភាគឬពាក្យមួយទៀតថាបណ្ដាញចំណត់គោលជាមូលដ្ឋានអាចឲ្យមន្ត្រីវាស់វែងដែលប្រើឧបករណ៍ Total Station នឹងខ្សែម៉ែត្រធ្វើការចុះបញ្ជីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយមកទល់ពេលនេះបាទយើងបានបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័របានចំនួនបានលានប្រមួយសែនហើយបាទហើយយើងបានចេញបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាបលានពីរសែនក្បាលដីតើការចេញបានដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណជាងបលាន២សែនក្បាលដីនោះប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធ GPS ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ឃើញថាសុក្រិតត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណា ខ្ញុំ បាន ទៅ ធ្វើ នៅ ក្នុង សាលា ឃុំ នៅ ឃុំ កាំង នុង គេ ទី 1 គេ ចុះ មក វាស់ វាស់ ហើយ ក្នុង ជា សាលា ខែ បាន គេ ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ប្លង់ រឹង នឹង ខ្លះ គេ ថា ខ្សែ ម៉ែត្រ ទាញ ទៅ មាន តឹក មាន ធូ បើ ម៉ាស៊ីន គេ ដាក់ ទៅ គេ ឆ្លោះ ពី ឆ្ងាយ វា ជិត ទៅ វា អាច មើល ឃើញ ត្រង់ ចឹង បាន ថា ប្រជាជន វា មាន មតិ វា ច្រើន វា ខុស គ្នា ខ្លះ ត្រូវ ខ្លះ គេ ចុះ មក ឲ្យ យើង ធ្វើ ប្លង់ ថ្មី អា ហ្នឹង ប្លង់ hưng đó và thử bằng hưng hai cái mua cho mua vua mua ấy ao chẳng cái vua cái đạp miên và đạp khi mưa chẳng tấu vì bà cô nó muối bà cô cá muối tấu vì bà cô lại chẳng muối tấu ăn cái thà à khai ủ có tự ăn có là o à sai nó có cái vợ cho chị lấy chẳng có thầm thử bà cái đá nó tạm vậy tấu bà bố nhom làm miệng bạch đá nè លោកអសុថាអគ្គនាយករងសរយុទ្ធដីនៅភូមិសាស្ត្រអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ GPS នេះថាជាការកសាងបណ្ដាញប្រតិភិវិភាកដែលជាគ្រឹះក្នុងការកសាងផែនទីគ្រប់ប្រភេទការកសាងបណ្ដាញប្រតិភិវិភាកនេះគឺមានចែកជាប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃមានលំដាប់សូន្យលំដាប់ទី 1 លំដាប់ទី 2 លំដាប់ទី 3 ហើយបង្គោលប្រតិភិវិភាកលំដាប់តូចៗទៀតដែលបម្រើឲ្យការងារវាស់វែងសំណងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡាក់ Vậy là dương ban co sang một tuần bên này cứ dương khơi không rút ní mà không rút ní cứ rút pan ti cam chia dương đầm muối anh ní cứ chia bàn đá để dương khơi những cứ bàn đá để dương ban tự co sang hồi để không ní cứ miến bàn đá bên pi phía ở đây bằng cô làm đạp sốn dương miến chấm nón cũng bờ bằng cô để miến ti tăng mùi nồi không bính khai bờ xe nút khai xiêm riếp khai từng trái khai xoài riếng khai mình đồ lịch rí hay năng trồng cối ní cứ nữ khai cần nào khai cần nào nếu cứ chia bằng cố để dương sanh mất ha chia bằng cố cứ sầm ráp tờ chia tình là này vốn cứ đặt túng vì sao ông liền hay đặt túng sầm ráp bằng đá bên pi phía bờ dương to từ ngày một nếu cứ chia than ní là dương khơi nhận khai cần nào ban có bốn tẹt tường dương khơi như rút po bài toán ấy cứ chầm nún cài nóp đây có bốn tẹt tường cho mũi nắng than ní dương này và hay vì khi dân ai chặn thì không nói cái đặng là đại nhờ thầy đấy tạm bật tư về miền trơn thì trong phía trơn cái dân khơi qua bài toán nó cứ thật không có bốn chỉ bị ai ấy cứ qua là miền người ta tin là đấy đại vì có bốn tay từ tu ban và bị lột máu cứ qua là miền nó cứ thao vì mình chôn máu vì cài nọ máu chôn máu chôn mà thành đi nè thì thành đi nè vì đào tu chia mà xem đó cần đa hơi nâng lủng đập thì pi nó cứ tiếng to mà cái này thà to pi sâu nó cho tì mùi cho tì mùi mà dừng cho đo tì pi tiệt rồi việc cho cái căn kia tới đâm bay bầm ra càng nghe từ ngày mốt chấn mà đo thông sập ngày ní cứ lủng đập thì pi nó cứ ban khang dụng thành vùng sáng nó ban việc cho ban pram rồi
bay phong mà nói thay khai thác lúa bị phong bầm bùn này bạn hai cái nghề anh ấy cứ đâm bay búa làm bắt bầm ra cái nghề ao cái nghề thứ phan thị xuân đây lúc lao động vật protein vật hàn và chỉ có thể nơi cơ sung rít trong đại nền cơ ở lúc này cầm sầm nóng cơ bản rít rò pi cùng rú bằng cô protein vị phi lồng đạp sâu cứ lồng đạp thì muối bằng cô protein vị phi lồng đạp thì phi nâng bằng cô protein vị phi lồng đạp thì bảy bằng cô ní kia cơ sang đòi cọc nông đầy tốc tại cơ bản bằng cô phần nào lồng đạp sâu cứ thay những chập lực bị hạ sầm cả lỗ mà từ bị bằng cô muối từ bằng cô muối tới lồng đạp tìm mồi bây giờ này cứ miền chậm ngày pi chậm nội mồi tới chậm nội mồi nó cứ pi sam sắp tới 20 km hay lục đáp tí pi và cứ dương bầm bảy và to mà tiết tranh bị hạn tìm mồi mà nó cứ miền chậm ngày bị kia pi bầm bảy cái lỗ tới 15 km và hay và to pi năng tiết như còn miền lục đáp tí bảy đại chậm ngày pi cô mồi tầm cô mới cứ bị bảy tới 15 km và ní hay hay cô tầm bốn lục đáp ní cứ chia bộ cua đã sầm khánh đã bầm ra ở càng nghe vọt về chủ tư. Rồi giáp với cơ lòng mô kê bàn vọt đầy ra bóc đầy dụ bọt đầy sầm một tiền sở tư cách nâng đầy cơ lòng hôn vui nịnh dụng ta kê pra xài mát rư cơ pra GPS. Bà chú bọn phí dương chân đầy pra đầy ô bà con này và xài mát dương vọt sầm rạp bầm bình bằng thám. Thang mốc tiết là tôi chả nát có dương nơi tập ra mình chụp nói khác đại thay chia prak sai mà còn phát đấy không cả này đại việc bang việc ông bà con nên bơ tới mình đo lấy chân dương tiền sai mà một cột bàn tay chỉ rung của thay dương trong pra ông bà con này chiêm rồi mình phải trả lại của lục chôn sĩ vân anh ông protein vật thành phát tập bản ca nâng sự vật đẹp hiệp hoa ha nơi ở lực khán tịch cả thành ác cắt cho sĩ vân có bán ở đằng thà cao phim môn kia nông phơi dồn hoa đòi propon radio nom plei rư hai thao vật chủ nom plei đấy nom plei dần hót phi protein muối từ căn protein muối phi chủng loại muối từ căn chủng loại muối đã công phong prapachbon lúc ban mặt tàu tịt hạ vật chủ nom plei nơi đầy ní ban trăm tại bảy km phi chủng loại tranh đầm ná ngay chiến ní từ tiền miên cầm rắt lủng yên phù đã cài đàn ông miên sản phẩm tập hiệp không ca nên nom plei trăng đòi mình bạch viên người ta chủng nành pi lý chủng nành bây giờ chúng tôi xong thả vị cá đó nét phương đồng nào không đại GPS này cứ chia bộ phê sạch tờ lái đại chia bộ xã rộn ảm rịch đại là công phung bình dụng bạch trả bọn hay công phung tập ra tiếp phong ở cầm rung đại sát sắp xa GPS này nơi chúng ta mà phong bộ môn học sắp tam ảy cơ xa rồi bỏ nên cổ đi hàng thứ 4 cứ sắp xa nơi chúng ta bị bọn bay sắp hơi nước bàn mình chạy thay nơi chúng ta mà phong bộ học sắp cứ GPS nâng kia chạm bắt đầu đồng nào ca ở nơi nông vi sai con tọc chương tức bỏ ảm rích nâng kia hai thầy Air Force nâng nâng vi sai con tọc chương hạ ca khi mình bàn bắt đầu do chất tục nặng nơi lưu vi sai civil thế cho nôn nông nông miễn mặt tệ khá là dây thả bỏ con GPS ní vì mình mến sắp tập đoàn phần lõ sự kết trăm trời mùa rơi phía rơi nổ tệ bà kê pra viên khá nông phần lõ vì nâng nông mơ phần lõ tại bà kê pra viên khăn ông thường vượt mình lọ nà muối việc phất chia nông mộc nơi phá vị bạ chí mình khẳng.